này một tiếng ken két vang lên nơi vết nứt hiện ra nhiều nhất trên cái kén lớn này lại trực tiếp vỡ vụn ra từ bên trong lại chợt có một cái tay huyết sắc mang theo từng mảnh vảy với rất nhiều chất dính quấn quanh cái tay này không phải là năm ngón tay mà chỉ có bốn đầu ngón tay móng tay uốn lượn giống như lưỡi dao còn có mảnh vảy da màu đỏ nữa ở trong nháy mắt khi bàn tay này vươn ra một cảm giác tà ác ngập trời nhất thời lại bạo phát ra còn càng làm cho thiên địa này đột nhiên biến đổi khác thường mà bất luận là bên trong huyền cửu quận hay thế giới bên ngoài quận dường như theo cái tay này xuất hiện cảm giác tà ác ngập trời kinh thiên này khuếch tán ra sau khi vươn ra bàn tay với mảnh vẩy màu đỏ này chợt hướng về phía bạch tiểu thuần bỏ chạy cách không nhấn một cái dưới nhấn một cái này một lực lượng vượt qua cảnh giới thiên tôn giống như có thể hủy thiên diệt địa trực tiếp lại bạo phát ra chớp mắt liền đánh về phía bạch tiểu thuần nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến cho tròng mắt bạch tiểu thuần cũng mở to phản ứng đầu tiên của hắn chính là lập tức trở về trên quạt tàn tránh nguy cơ ở đây cho dù có công tôn uyển nhi ở bên cạnh hắn đều không chú ý tới chuyện nàng biết được tồn tại cùng bí mật của quạt tàn chỉ là nơi đây bị mạng nhện quỷ dị kia phong tỏa giống như chặt đứt tất cả khí tức tu vi của bạch tiểu thuần lại không có cách nào chống đỡ đến khi hắn phá vỡ vách ngăn rốt cuộc khiến cho cảm ứng giống như bị chém đứt nguy cơ trước mắt toàn thân bạch tiểu thuần cũng trở nên điên cuồng vô cùng hắn hét lớn một tiếng giơ tay phải lên đại kiếm bắc mạch bị hắn trực tiếp để ngang trước người thanh kiếm này là do bắc mạch biến hóa ra có thể lớn có thể nhỏ lúc này trong nháy mắt nó lại lớn lên giống như hóa thành một tấm lá chắn cho dù công tôn huyển nhi sắp hôn mê cũng hung hăng cắn đầu lưỡi một cái thi triển thuật pháp sương mù màu đen bao phủ giống như mở ra quỷ giới đưa tới vô số lệ quỷ hình thành phòng hộ nàng còn lấy ra chiến thuyền mở ra màn ánh sáng trong chớp mắt tiếng sấm vang vọng khắp không trung giờ phút này bạch tiểu thuần ôm công tôn huyền nhi ở cùng một chỗ bọn họ lại giống như chiếc thuyền cô độc ở bên trong bão tố bị một sóng lớn kinh thiên trực tiếp đánh qua trong chớp mắt bao trùm chịu một lực lượng hủy thiên diệt địa giống như có thể phá hủy tất cả cùng lúc đó bị lực lượng này ảnh hưởng đến không chỉ là bạch tiểu thuần cùng công tôn huyền nhi còn có toàn bộ huyền cửu quận này dường như cái tay kia vì bị bạch tiểu thuần hút đi một phần sức sống ảnh hưởng tới sự phát triển trình thể xuất hiện một ít chỗ thiếu hụt chí mạng khiến cho nó tuy cường hãn nhưng lại không có cách nào ngưng tụ được toàn bộ lực lượng lại một chỗ nó ra tay cũng chỉ có thể giống như bây giờ hủy diệt toàn bộ trong phạm vi thần thông những tiếng động ầm ầm không ngừng vang vọng toàn bộ huyền cửu quận ở dưới trận gió bão hung bạo này thật giống như bị một bàn tay khổng lồ vượt qua bản thân huyền cửu quận trực tiếp một tay nắm lấy hung hăng bóp chặt đột nhiên tan vỡ toàn bộ huyền cửu quận đều ở trong sự long trời lở đất này tan vỡ mà ở giữa không trung của huyền cửu thành này Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Huyền Nhi đã từ trong hố trời lao ra. Bọn họ đứng mũi chịu xào, ở trong nháy mắt bị trận gió bão hung bạo này nhấn chìm. Nhận gió bão trước hết, chính là sương mù màu đen nồng đậm do Công Tôn Huyền Nhi triệu hoán đến. Bên trong sương mù này giống như mở ra quỷ môn quan, vô số lệ quỷ gào thét, đi vào chống lại. Nhưng ở trước mặt trận gió bão hung bạo này, tất cả lệ quỷ đều yếu đuối vô cùng. Căn bản là hoàn toàn không có cách nào chống lại. Trong thời gian cũng chưa tới một lần chớp mắt, tất cả liền trực tiếp bị bẻ gãy nghiền nát tất cả tan vỡ kể cả sương mù màu đen cũng bị vỡ nát diệt vong sạch sẽ mà trận gió bão này vẫn mang theo lực hủy thiên diệt địa chớp mắt vọt tới va và chạm vào chiến thuyền xương trắng của công tôn uyển nhi chiến thuyền xương trắng chính là pháp khí gần với thế giới chi bảo bản thân nó có lực phòng hộ càng kinh người hơn năm đó bạch tiểu thuần sử dụng đại kiếm bắc mạch muốn chém ra cũng cần tiêu hao cực lớn lúc này màn ánh sáng phòng hộ của chiến thuyền xương trắng này đột nhiên lóe lên mặc dù là trận gió bão hung bạo này cường hãn vô cùng cũng phải dừng lại một chút nhưng nó cũng chỉ dừng lại một chút mà thôi ở phía sau dưới gió bão tiếp theo kết hợp trùng kích phòng hộ của chiến thuyền xương trắng nhất thời lại vỡ vụn ra chiến thuyền còn bị cuốn ngược lại công tôn huyền nhi liền lấy đi đồng thời trong mắt nàng đã có sự tuyệt vọng lúc này tất cả hy vọng hình như đều chỉ có thể đi dựa vào bạch tiểu thuần cũng chính là vào lúc này gió bão nổ lớn Cuốn ra bốn phương tám phương, ở trong tiếng gầm khẽ của Bạch Tiểu Thuần, gió bão kia cùng đại kiếm Bắc Bạch của hắn lại trực tiếp va chạm vào nhau, tiếng sấm kinh thiên động địa vang vọng khắp nơi. Đại kiếm Bắc Bạch không hổ danh là thế giới chi bảo, mặc dù lực lượng của trận gió bão hung bạo này vượt qua cảnh giới thiên tôn, nhưng nó vẫn đang chống lại. Chỉ là cái giá để chống cự này, là Bạch Tiểu Thuần ở phía sau đại kiếm, toàn thân chấn động mãnh liệt, dường như có vô số thần thông công kích toàn thân hắn. Hắn há miệng thở hồn hển, trong mắt của hắn đã đỏ đậm một mảnh, trong miệng của hắn truyền ra tiếng rít gào. Lực khôi phục của bất tử quyền còn được triển khai toàn diện. Ở trong sự đối kháng cùng tiếng nổ lớn, thân thể bạch tiểu thuần không ngừng lui về phía sau. Công tôn uyển nhi chỉ có thể ôm thật chặt lấy cánh tay bạch tiểu thuần, cùng bạch tiểu thuần ở dưới đại kiếm bắc bạch ngăn cản gió bão lui về phía sau. Nhưng dù có lui ra phía sau, vẫn không có cách nào xóa đi lực lượng của gió bão gió bão từ trong hố trời tàn ra thật sự có thể phá tan toàn bộ huyền cửu quận lực lượng của nó to lớn đủ để chấn động tất cả gió bão nổ lớn đại kiếm bắc mạch su khi kiên trì được một khoảng thời gian nhất định cũng bắt đầu trở nên không ổn bạch tiểu thuần cố gắng điều chỉnh hít thở chán nổi gân xanh hắn biết cho dù mình lấy ra quy văn hoa tác dụng cũng chỉ tương tự với đại kiếm bắc mạch mặc dù có thể chống lại gió bão mặt trước nhưng đối với lực chấn động từ bên trong truyền ra vẫn gian nan hai tay của hắn cũng đang run rẩy cũng may là giờ phút này bạch tiểu thuần mặc dù trở thành một người mập mạp nhưng sức sống tích lũy trong cơ thể hắn thật sự quá nhiều điều này khiến cho lực lượng thân thể cùng khôi phục của hắn cho dù tiêu hao nhiều hơn nữa cũng đều có thể bổ sung trở lại trong nháy mắt cứ như vậy trong lúc không ngừng lui về phía sau ở gió bão này dưới trùng kích chính bản thân bạch tiểu thuần cũng không biết thời gian đã qua bao lâu hắn chỉ biết là lực khôi phục của mình gần như bất kỳ thời khắc nào cũng không ngừng bạo phát mới miễn cưỡng kiên trì nổi cho đến khi chấn động truyền tới từ từ giảm bớt cho đến do bão đánh thẳng tới này chậm rãi tiêu tan thân thể bạch tiểu thuần đã ở trong quá trình lui về phía sau bị đẩy tới điểm cuối trên bầu trời khi tất cả đều kết thúc bạch tiểu thuần cảm thấy mình sắp hít thở không thông thân thể hắn cũng đang run rẩy công tôn Uyển nhi cũng vậy hai người nhìn nhau một cái đều thấy được trong mắt nhau là cảm giác may mắn khi sống sót sau tai nạn cùng với sự khiếp sợ khi nhớ lại hình như ngay cả quan hệ giữa hai người cũng vì những gì trải qua lần này trở nên phức tạp hơn so với trước đây công tôn uyển nhi hình như có chút không thích ứng nàng lập tức thu hồi ánh mắt lúc này nàng cũng khôi phục không ít thoáng một cái nàng rời khỏi bên cạnh bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần cũng vội ho một tiếng sau khi thu hồi đại kiếm bắc bạch hắn nhìn về phía mặt đất bên dưới quyền cửu quận trước kia đã biến mất thật giống như bị xóa đi khỏi bên trong không trung này mạng nhện cũng tốt sương mù màu xám cũng được đều đã không nhìn thấy hình bóng nữa thậm chí ngay cả hố trời kia cũng đã yên tĩnh trở lại thần thức của hai người đảo qua lại không gặp trở ngại nào bọn họ còn cảm nhận được ở phía dưới hố sâu này vỏ kén bị vỡ nát cũng đã không nhìn thấy nữa để lại trên mặt đất chỉ là một ít chất dính còn chưa khô tất cả những điều này khiến cho tâm thần hai người không yên sinh mạng quỷ dị ở bên trong cái kén lớn kia tạo thành uy hiếp quá lớn đối với bọn họ hiện tại đối phương mất tích bất luận là Bạch Tiểu Thuần hay Công Tôn Nguyễn Nhi, đều cảm nhận được nguy cơ. Có thể tưởng tượng được, đối phương lại có thể không tiếp tục ra tay đối với hai người. Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Nguyễn Nhi cũng ý thức được, có thể bản thân tồn tại quỷ dị này, xảy ra một vài vấn đề. Lúc này nó không kịp đi gây sự với bọn họ, mà là đang âm thầm chữa thương. Sau khi ý thức được điểm này, Công Tôn Nguyễn Nhi không nhịn được nhìn Bạch Tiểu Thuần lúc này lại giống như một kẻ mập mạp một chút. Nàng nghĩ đến cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần ăn cắp sức sống. Lúc này nhớ lại, Hiển nhiên nếu như lúc trước hắn không có được sự quyết đoán này, sợ rằng trước mặt hai người là chạy trời không khỏi nắng. Công tôn huyền nhi còn đỡ hơn một chút. Dù sao có hồn loại của nàng ở trong tay tà hoàng, nàng có thể sống lại. Chỉ là nàng cũng lo lắng ở trong quá trình sống lại, sẽ bị tà hoàng âm thầm động tay động chân, khiến cho ý thức của quỷ mẫu đã bị dung hợp, một lần nữa thức tỉnh. Mà bạch tiểu thuần bên này, hồn loại của hắn không phóng ra ngoài, chuyện này đối với cường giả hai đại hoàng triều mà nói, đã không phải là bí mật gì. Chuyện này chúng ta phải nhanh chóng báo lên trên." Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, trong lòng còn sợ hãi. Công Tôn Uyển Nhi gật đầu. Mãi cho tới lúc đến ranh giới Vân Hải Châu, bước chân nàng chợt dừng lại. Nàng nhìn Bạch Tiểu Thuần một chút, trầm mặc một lát, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Cảm ơn." Nói xong, nàng không đợi Bạch Tiểu Thuần đáp lại, đã xoay người lao thẳng đến hành cung Bắc Bộ của nàng. Nghe được Công Tôn Uyển Nhi cảm ơn, nếu như đổi lại là thời điểm khác, bạch tiểu thuần còn có thể đắc ý một hồi nhưng hôm nay hắn cũng không có tâm tình này mặc dù cùng lúc giải quyết được sương mù nhưng lại trêu chọc một tồn tại đáng sợ như vậy bạch tiểu thuần phán đoán sơ lược đối phương tất nhiên là tồn tại có thể tương đương với thái cổ về phương diện khác lúc này hắn cố gắng cúi đầu cũng không nhìn thấy được hai chân của mình thời khắc này thân thể thật sự quá mập điều này làm cho bạch tiểu thuần rất giàu dĩ chỉ có điều vừa nghĩ tới nếu như có thể hấp thu tất cả sinh cơ trong cơ thể như vậy lực lượng thân thể cùng tu vi của mình nhất định sẽ được nâng cao một bước. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần nhất thời tràn ngập sự chờ mong. Hắn cũng không dám một thân một mình ở tại chỗ này. Mắt thấy Công Tôn Huyền Nhi đã rời đi, thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng thoáng lắc một cái, lao thẳng đến Vân Hải Châu. Thời khắc này, bên trong Vân Hải Châu, tâm thần đại thiên sư cùng đám người cự quỷ vương đều bất an mãnh liệt. Bởi vì sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi, mặc dù sương mù cuối cùng tiêu tan, nhưng toàn bộ huyền cửu quận tan vỡ cùng xóa đi còn có cảm nhận được tình trạng dị thường bên ngoài quận trong chớp mắt đã chấn động tất cả tất cả những người quan sát bọn họ rất lo lắng cho sự an nguy của bạch tiểu thuần lúc này bọn họ đều đang ở vị trí biên giới lo lắng chờ đợi nhưng chờ đợi một hồi lâu bọn họ liền thấy ở trên bầu trời có một quả cầu thịt cực lớn đang gào thét lao đến hai người sửng sốt vừa muốn ngăn cản nhưng sau khi cảm nhận được thần niệm của quả cầu lớn này cự quỷ vương cùng đại thiên sư đều ngẩn ra ngươi ở trong lúc bọn họ ngây người thân thể bạch tiểu thuần trong chớp mắt đã tới gần thời điểm hắn đứng ở hai trước mặt người nhìn thế nào cũng có chút lắc lư bản thân bạch tiểu thuần cũng cảm thấy có chút xấu hổ ăn vụng quá nhiều mặt khác ở đây rất nguy hiểm những ngày kế tiếp tốt nhất không nên đi ra ngoài bất kỳ lúc nào cũng phải cẩn thận cảnh giác ta phải nhanh chóng đi về bế quan lần này mặc dù nguy hiểm nhưng thu hoạch cũng không ít bạch tiểu thuần biết mình lúc này là một bộ dạng thế nào sau khi căn dặn một hồi hắn lại thực hiện một na di biến mất chỉ còn lại có đám người cự quỷ vương cùng đại thiên sư đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn nhau bọn họ nhìn thấy bạch tiểu thuần tiến vào chỗ nguy hiểm như vậy không chỉ không bị thương trái lại giống như chiếm được tiện nghi lớn trở thành kẻ mập mạp đối với chuyện này bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không quan tâm bọn họ nghĩ như thế nào thời khắc này bạch tiểu thuần ở thời điểm xuất hiện đã trở lại bên trong phúc địa của hắn tại vân hải thành tồn tại ở trong hố trời đáng sợ như vậy khiến cho hắn rất bất an chỉ có điều chuyện này trước đó hắn lại sớm nói cho thánh hoàng biết lúc này sau khi suy nghĩ một chút hắn lại lấy ra hai miếng ngọc giản sau khi nói ra những gì mình đã biết được lần này hắn lập tức an bài người một phần đưa đi tới chỗ của linh cửu thiên tôn tại tiên vực thứ hai một phần khác lại là trực tiếp đưa vào thánh hoàng thành chuyện này cũng chỉ có thân là thái cổ hoàng giả mới có thể giải quyết được bạch tiểu thuần lắc đầu hắn cũng ý thức được cuối cùng mình sử dụng vĩnh giả tán hấp thu vài cái này chắc là tạo thành ảnh hưởng không nhỏ cho tồn tại tà ác kia cho nên đối phương mới không có tiếp tục truy sát lúc này nó chắc là đang chữa thương như thế có thể thấy mình vẫn tính là an toàn tối thiểu có thể chống đỡ đến lúc thánh hoàng đến bạch tiểu thuần thở ra một hơi dài nhẹ nhõm lại hít một hơi thật sâu hắn biết thời gian cấp bách nhất là chuyện ngày hôm nay khiến cho hắn cảm thấy cho dù thân là thiên tôn nhưng hình như cũng không bảo hiểm Muốn cắm rễ ở trong tiên vực của vĩnh hằng này, tu vi nhất định phải mỗi ngày đều tiến lên mới có thể làm được. Ý thức được điểm này, Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hấp thu những sức sống này. Ta muốn trùng kích thiên tôn trung kỳ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra sự quyết đoán. Hắn vội vàng ở trong mật thất ngồi xuống khoanh chân. Trong đầu hắn hiện lên quạt tàn. Rất nhanh, thân thể hắn lại mơ hồ, lần nữa biến mất. Trong tinh không tối tăm, chỉ có cái quạt tàn này tản ra ánh sáng yếu ớt lúc này trên quảng trường của quạt tàn theo một mảnh vặn vẹo sau khi bạch tiểu thuần hấp thu sức sống dồi dào hình thành thân thể to lớn dần dần hiện ra từ phía xa nhìn lại giống như một quả cầu thịt lăn đi ra phải nhanh luyện hóa sức sống một chút hiện tại thật sự quá mập bạch tiểu thuần cố gắng cúi đầu muốn nhanh chân nhìn đầu ngón chân nhưng chỉ có thể nhìn thấy được cái bụng khổng lồ thậm chí cánh tay hắn muốn đi sờ sờ rốn động tác đơn giản này cũng rất lao lực điều này khiến cho toàn thân bạch tiểu thuần cũng cảm thấy không tốt trong mắt của hắn lộ ra sự quyết đoán cùng kiên định lúc này thoáng một cái dưới thân thể quả cầu thịt lại giống như cuộn lại lao thẳng đến thông đạo xương quạt chuẩn bị tiếp tục xông qua ải cơ duyên ở huyền cửu quận lần này cực kỳ đặc biệt lại quá mức khó có được nếu như đổi thời điểm khác bạch tiểu thuần hiểu rõ mình muốn từ thiên tôn sơ kỳ đột phá bước vào thiên tôn trung kỳ độ khó quá lớn thời gian hao phí cũng rất dài Càng không cần phải nói trong ở quá trình này, còn cần vô số thiên tài địa bảo cùng tạo hóa mới có thể đạt được. Mà hiện tại, trong cơ thể hắn ngưng tụ sức sống kinh người. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy không ổn thỏa. Hắn biết cơ hội chỉ có một lần. Nếu không có thể mượn những sức sống đi trùng kích đột phá tu vi, một khi thất bại, muốn chờ cơ duyên tiếp theo, không biết phải mất bao lâu. Vốn ở thời điểm không có những sức sống này, kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần là dựa vào phần thường ở các cửa ải của cây quạt đến tăng nhanh hơn tu vi của bản thân so với người thường hiện tại sau khi hắn so sánh đã có quyết đoán chỉ có dốc toàn lực mới có thể đạt được thành công lớn nhất đợi đến khi ta xông qua ải đến cực hạn chính là thời điểm ta quay đầu lại đi đột phá bạch tiểu thuần hung hăng cắn răng một cái bước vào bên trong cửa ải lần lượt xông qua ải lần lượt thất bại nhưng bạch tiểu thuần không có buông tha sau khi tổng kết nguyên nhân hắn lại tiếp tục thử thời gian trôi qua rất nhanh hắn dừng lại ở chỗ này đã gần 2 tháng. Trong thời gian này hắn cũng thường xuyên trở lại Vân Hải Châu, đề phòng Vân Hải Châu xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Mà Thánh Hoàng cùng Tà Hoàng cũng đã sớm biết chuyện xảy ra ở huyền cửu quận, mặc dù không có an bài gì rõ ràng, nhưng trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng an ổn hơn không ít. Dù sao mặc dù hắn coi trọng Vân Hải Châu, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng, đối với Tà Hoàng cùng Thánh Hoàng mà nói, bọn họ càng coi trọng lãnh thổ tiên vực thứ hai hơn. Lại như vậy, Bạch Tiểu Thuần ở trong quá trình xông qua ải này, chật vật xông qua từng cái một. Cho đến sau khi đi qua cửa ải thứ 50, hắn cuối cùng gặp phải chỗ cực hạn. Cửa ải thứ 51, hắn cho dù là tập hợp lại tất cả, cũng vẫn không có cách nào vượt qua. Cũng được. Xem ra hôm nay, ta cũng chỉ có thể đi tới cửa ải 50. Sau khi Bạch Tiểu Thuần thử nhiều lần, chỉ có thể buông thà ý định tiếp tục xông qua ải. Hắn bắt đầu quay đầu lại, sắp xếp lại các thu hoạch ở 50 cửa ải trước đó. Nhất là cửa ải thứ 50, chiếm tới một nửa phần thưởng của toàn bộ các cửa ải cực kỳ phong phú chẳng những có một ít thứ bạch tiểu thuần mặc dù chưa thấy qua nhưng dựa vào phân tích dược đạo có thể đoán được là tiên đan tuyệt phẩm còn có một mảnh thẻ tre trên những thẻ tre này có khắc hai đạo phù văn bạch tiểu thuần xem không hiểu nhưng lúc hắn nhìn thấy được phù văn đầu tiên cảm nhận được dường như đặt mình trong địa ngục tu la ý tử vong đánh vào trong đầu thật lâu hắn mới khôi phục lại được hắn hít thở dồn rập không dám tiếp tục nhìn cái phù văn thứ hai. Thẻ tre này là cái gì? Lúc này trong lòng hắn đã có đáp án. Phần thưởng ở cửa ải thứ 50 này là một phần. Sinh tử đạo nguyên. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt lấy thẻ tre, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Sau khi cầm trong tay thẻ tre thu hồi đi, hắn ngồi khoanh chân ở trên quảng trường quạt tàn. Động tác khoanh chân này, trước đây hắn làm rất tự nhiên. Nhưng hôm nay thân thể quá mập, cho nên mỗi lần khoanh chân, Bạch Tiểu Thuần đều rất lao lực lúc này thật vất vả mới làm được hắn vội vàng hai tay bấm quyết vận chuyển tất cả tu vi trong cơ thể tuyên cổ quyển tầng thứ nhất niệm quá khứ ở trong cơ thể hắn không ngừng chuyển động nhất thời tất cả kinh mạch bên trong thân thể của hắn đều chấn động từng luồng lực tu vi từ bốn phương tám hướng tập trung lại dung nhập bên trong kinh mạch cuối cùng ở vị trí trái tim ầm ầm ngưng tụ giống như bạo phát bạch tiểu thuần chỉ cảm thấy trong nháy mắt trong đầu chấn động hít thở dồn rập đồng thời Hắn cảm giác trong cơ thể giống như tồn tại một con rồng dài, con rồng này đang chạy, tốc độ lại càng lúc càng nhanh, khi thì bạo phát ở vị trí trái tim, khi thì ngưng tụ lại ở chỗ đan điền, còn nữa, sau vài lần như vậy, nó ở trong đầu của hắn phát ra tiếng hét dài. Bạch Tiểu Thuần biết, cái gọi là con rồng dài này, trên thực tế chính là đạo chủng của mình, hoàn toàn không giống với những người khác, đạo chủng của mình hoàn toàn không có chút nhỏ nào, là một khối gắn liền, theo tu vi của bản thân mình tăng trưởng. Nó cũng đang không ngừng lớn mạnh, nhưng loại lớn mạnh này còn cách tu vi đột phá, vẫn rất xa xôi. Cảnh giới Thiên Tôn chính là quá trình đạo chủng mọc rễ, nảy mầm, nở hoa, kết quả. Bước vào Thiên Tôn, đạo chủng hình thành trong một cái chớp mắt, ta kinh mạch toàn thân lại giống như rễ của đạo chủng dung hợp lại với nhau, thật sự trở thành cây của nó. Thiên Tôn sơ kỳ chính là quá trình những cái rễ này không ngừng lan tràn, không ngừng dung hợp. Thiên Tôn trung kỳ lại là sau khi dễ đâm sâu vào hấp thu đủ chất dinh dưỡng sau đó bắt đầu giai đoạn nảy mầm hiện tại chính là giai đoạn này ánh mắt bạch tiểu thuần lập lòe theo tâm niệm biến hóa con rồng dài đạo trùng đang chạy ở trong cơ thể lập tức dừng lại không lại chuyển động nữa mà ngưng tụ lại cùng nhau cuối cùng nó dừng lại ở vị trí đan điền của bạch tiểu thuần dần dần bắt đầu co lại theo nó co lại một khí tức huyền diệu từ trên người bạch tiểu thuần khuất tán ra dường như đạo trùng này đang ngưng tụ lực nảy mầm theo nó co lại sắc mặt bạch tiểu thuần nghiêm nghị hắn biết đã đến thời khắc quan trọng nhất những sức sống trước sau được hắn ngưng tụ lại phong tỏa trong cơ thể hắn mấy tháng này chợt được trực tiếp thả ra ngoài ầm một tiếng động vang lên giống như thiên lôi cuồn cuộn sức sống tràn đầy trong cơ thể bạch tiểu thuần này lúc này theo đó phóng ra giống như sóng dữ lại trực tiếp khuếch tán ra toàn thân quét ngang tất cả theo tuyên cổ quyển tầng thứ nhất niệm quá khứ của bạch tiểu thuần vận chuyển những sức sống này giống như bị chuyển hóa phục tùng lao thẳng đến đạo chủng đạo chủng co lại chấn động vô cùng mãnh liệt giống như mặt đất hạn hán lâu ngày gặp phải cam lộ lại giống như đói bụng quá lâu đột nhiên thấy được tiên thực trong nháy mắt đạo chủng lại giống như hóa thành một hố đen thật lớn điên cuồng hấp thu những sức sống vừa mới được hiện lên tốc độ hấp thu càng lúc càng nhanh dần dần thân thể bạch tiểu thuần cũng với tốc độ mắt thường có thể thấy được thu nhỏ lại mà đạo trùng này cũng ở dưới sự điên cuồng hấp thu này, tản ra khí tức huyền diệu, càng mãnh liệt hơn. Dường như một hồi lột xác, Scap xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần trước đó lo lắng, trung quy vẫn xuất hiện. Bất tử trường sinh công hình thành đạo chủng, loại phương pháp truyền thừa này cùng hai đại hoàng tộc khác, đồng nhất một cảnh giới đại đạo pháp đỉnh phong của ba tiên vực vĩnh hằng, mỗi thứ đều có điểm kinh người riêng. Bất tử trường sinh công bá đạo, khiến cho sức sống tràn đầy này hình như cũng không đủ để chống đỡ cho đạo chủng nảy mầm. Ở giờ khắc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần này ở dưới sự nhanh chóng thu nhỏ lại, đã khôi phục lại kích thước bình thường, nhưng lại hoàn toàn không có ý định dừng lại, còn đang co lại tiếp. Dường như nó muốn hấp thu cả sinh mệnh, tu vi, thậm chí tất cả mọi thứ của hắn, tiến vào bên trong đạo trùng. Kể từ đó, sợ là không đợi tới lúc nó nảy mầm, Bạch Tiểu Thuần đã hình thành câu diệt. Mà hết lần này tới lần khác, thử đột phá này, đúng là không thể gián đoạn, càng không thể nghịch chuyển, hoặc là đừng đi thử, một khi thử Nhất định phải thành công. Chỉ có điều tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần sớm đã có sự chuẩn bị. Hắn mặc dù không kinh nghiệm thiên tôn đột phá ở phương diện này, cũng không có ai nói cho hắn biết, nhưng hiểu rõ của hắn đối với bất tử trường sinh công, từng trải qua không thể chống lại cùng loại, thường xuyên gặp phải, cho nên trước hắn mới không có lập tức đột phá, mà là đi tới cửa ải cực hạn, thu được đủ tài nguyên, sau đó mới bắt đầu trùng kích thiên tôn trung kỳ. Lúc này, tất cả vẫn còn đang ở bên trong dự tính của Bạch Tiểu Thuần hắn không hoảng hốt trong nháy mắt khi thân thể co lại hắn vỗ túi đựng đồ ngay lập tức từng viên đan dược từng gốc tiên thảo phần thưởng của năm mươi cửa ải đầu trên chiếc quạt tàn này mặc dù có không ít thứ hắn đã cho đám người đại thiên sư nhưng vẫn còn lưu lại rất nhiều lúc này hắn không ngừng nỗ lực cho đến thời điểm lúc cuối ném tất cả vào trong miệng theo đan dược cùng tiên thảo cắn nuốt theo sức sống được bổ sung thân thể bạch tiểu thuần cuối cùng không tiếp tục khô héo đạo chủng trong cơ thể hắn bốn vì trước đây sức sống tràn đầy, đã hoàn thành 89 phần 10. Lúc này những gì còn sót lại, cũng bị nhanh chóng bổ sung. Cuối cùng ở sau một nén hương, đạo chủng trong dây lát, lại bạo phát ra ánh sáng mãnh liệt trói mắt. Tia sáng này còn xuyên qua thân thể bạch tiểu thuần, không ngừng khuất tán ra ngoài. Thậm chí có một lần chớp mắt như vậy, mức độ sáng ngời của hắn cũng vượt qua ánh sáng của bản thân cái quạt tàn. Từ phía xa nhìn lại, bên trong tinh không tối tăm, trên người bạch tiểu thuần tản ra ánh sáng, giống như một ngọn đèn sáng ngời, vô cùng rõ ràng, sáng chói vô biên. Ở trong một chớp mắt khi tia sáng này khuếch tán ra, Bạch Tiểu Thuần chợt mở mắt ra. Trong mắt của hắn lộ ra sự kích động, còn có phấn chấn. Ở trong một tích tách này, trong cơ thể hắn, trên đạo chủng xuất hiện mầm mới. Niệm quá khứ đại thành. Đạo chủng nảy mầm, thiên tôn trung kỳ. Theo mầm mới xuất hiện, một sóng dao động giống như bạo phát ra, lập tức lại từ trên mầm mới này ầm ầm truyền lên trong nháy mắt lại tràn ngập toàn thân mạch tiểu thuần nó đi qua nơi nào thân thể hắn chuyển đến những tiếng rắc rắc thậm chí ngay cả thân thể cũng từ trong không trung sinh trưởng ra vài phần thậm chí toàn thân từ trên xuống dưới không cần tận lực lại có khí tức huyền diệu này khoách tán ra khắp nơi khí tức này chính là khí tức niệm lực nếu như là trước khi đạo chủng không nảy mầm nó vẫn nội liễm như vậy giờ phút này theo mầm mới xuất hiện khí tức niệm lực cũng từ nội liễm đạt đến trình độ phóng ra ngoài loại cảnh giới này đã khiến cho Bạch Tiểu Thuần trong lúc giơ tay nhấc chân đều giống như có thể tác động tới tâm của thế giới, ảnh hưởng tới biến hóa trong lòng mọi người ở bốn phía xung quanh. Uy lực to lớn, quỷ dị khó lường. Nếu chỉ như vậy, còn chưa đủ để nổi lên sự cường hãn của Thiên Tôn trung kỳ. Ngoại trừ niệm lực ra, tu vi của Bạch Tiểu Thuần vào giờ phút này cũng không ngừng tăng lên. Trình thể chiến lực rốt cuộc so với trước đây đã mạnh mẽ hơn gấp 10 lần. Nếu như là Bạch Tiểu Thuần kia, cầm đại kiếm bắc mạch có thể cùng thiên tôn trung kỳ đánh một trận thậm chí miễn cưỡng có thể cùng thiên tôn hậu kỳ giao đấu như vậy hiện tại hắn không cần đại kiếm bắc mạch cũng có thể làm được điểm này mà một khi lại thêm đại kiếm bắc mạch như vậy ở trong thiên tôn trung kỳ hắn đã đứng ở đỉnh phong cảm nhận sóng tu vi dao động trong cơ thể lĩnh hội niệm lực khuếch tán phân tích mình không giống trước đó trong lòng bạch tiểu thuần vấn chấn kích động còn có một phần xúc động hắn biết nếu không phải là nhờ cơ duyên ở huyền cửu quận mình muốn đột phá, đạt được tới trình độ như bây giờ, sợ là cần tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tài nguyên, trăm năm tích lũy cũng xem như là nhanh. Mặc dù là có quạt tàn ở bên cạnh, tuyên cổ quyển tầng thứ nhất niệm quá khứ, cũng cần tích lũy đến cuối cùng mới có thể thử. Lại còn cần chờ hắn đi tới cửa ải thứ 100, hoàn toàn trở thành chủ nhân của quạt tàn, sau khi thu được truyền thừa mới có khả năng thu được đột phá. Chỉ là dựa vào tu vi Thiên Tôn sơ kỳ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cũng biết rõ. Sau cửa ải 50, với hắn mà nói, quá khó khăn, nhưng hôm nay tất cả lại khác, tiếp theo, tu vi của ta đột phá, sẽ nhanh hơn, sau cửa ải 100, nói không chừng ta có thể trở thành Thiên Tôn hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây, hắn liền không nhịn được mặt mày hớn hở, trong lòng vui mừng nhảy nhót giống như chim sẻ. Thật sự hình ảnh hắn tưởng tượng thật đẹp, khiến cho chính hắn cũng cảm thấy có chút không dám tưởng tượng. Nếu có một ngày ta trở thành chủ nhân của quạt tàn, tu vi đạt đến thiên tôn đại viên mãn, dựa vào quạt tàn, dựa vào đại kiếm bắc mạch. ta có khả năng chống lại thái cổ hay không? Tim mạch tiểu thuần đập rộn lên. Ý niệm này không ngừng mọc rễ ở trong đầu hắn. Nếu thật sự có một ngày như vậy, Bạch Tiểu Thuần mặc dù không phải là thái cổ, nhưng vẫn có tư cách, có đầy đủ ba phần thiên hạ. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới chôn thật sâu ý nghĩ tốt đẹp ở trong lòng. Hắn hiểu rõ những điều này đều là huyễn tưởng đối với sau này mà thôi trước khi còn chưa có đạt được đến ngày đó, huyễn tưởng nhiều hơn nữa, cũng chỉ là vô dụng. Trận cơ duyên này, khiến cho niệm quá khứ của ta đại viên mãn, mà bây giờ mặc dù bước vào thiên tôn trung kỳ, hiện ra ở trước mặt ta, chính là đi sáng tạo ra tuyên cổ quyển tầng thứ hai. Công pháp có thể khiến cho ta từ thiên tôn trung kỳ đột phá, bước vào thiên tôn hậu kỳ, cũng chính là tuyên cổ quyển tầng thứ hai. Tuyên cổ quyển tầng thứ nhất, niệm quá khứ, là sáng tạo vì đạo trùng nảy mầm cần tích góp lực thời khắc tầng thứ hai này ta cần chính là đạo chủng khi nảy mầm sẽ nở rộ ra từng đoá hoa nếu như nói tất cả mọi thứ trước đây đều là chuẩn bị vậy cũng có thể gọi là quá khứ như vậy hôm nay mầm mới nở rộ chính là ý niệm ngay lập tức bạch tiểu thuần thì thào nói nhỏ hắn hiểu rõ mình không có khả năng từ trong không trung đi sáng tạo công pháp niệm quá khứ là dựa vào từng trải cùng hồi ức trước kia ở thế giới thông thiên làm cơ sở mà vì tu vi của hắn đột phá quá nhanh tuyên cổ tầng thứ hai hiện tại vẫn không đủ cơ sở sáng tạo ra, độ khó lớn hơn nữa. Nhưng ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp động. Thời điểm hắn cúi đầu nhìn về phía túi đựng đồ, vỗ xuống. Nhất thời phần thưởng ở cửa ải thứ 50, cái thẻ tre kia xuất hiện ở trong tay hắn. Nhưng ta có nó. Bạch Tiểu Thuần thì thào nói nhỏ. Hắn vốn không có ý định thật sự đi nhận truyền thừa đạo nguyên của vị chúa tể tiên giới này. Hắn cần chỉ là tham khảo đồng thời hấp thu, tiến tới sáng tạo con đường thuộc về chính mình. Nếu như bên trong thẻ tre này ẩn chứa sinh tử đạo nguyên hoàn chỉnh, bạch tiểu thuần muốn cảm ngộ sợ là không đủ lực nhưng hiện tại chỉ là một phần của sinh tử đạo nguyên bạch tiểu thuần muốn hiểu được sẽ dễ dàng hơn rất nhiều hắn hít một hơi thật sâu trong đầu trống rỗng thần thức tản ra dung nhập vào trong hai phù văn trên thẻ tre trong tiếng nổ lớn khí thức tử vong này lại hiện lên đâu đó khi thần thức của hắn đặt ở trên phù văn thứ hai một cảm giác tinh thần vấn chấn lại dâng trào lên ở trong sự sống và cái chết đan sen ở lần đầu tiếp xúc với đạo nguyên này bạch tiểu thuần dần dần chìm nắm ở bên trong quên đi thời gian quên đi tất cả thứ duy nhất hắn không có quên chỉ là ý niệm ở trong đầu hắn trước đó cũng chính là suy nghĩ tìm hiểu niệm hiện tại thời gian trôi qua không biết qua bao lâu bạch tiểu thuần vẫn chìm nắm ở trong cả ngộ không thức tỉnh hắn cũng không biết lúc này ở bên cạnh hắn khí linh hóa thành đồng tử lặng lẽ không một tiếng động từ bên trong hư vô đi ra đồng tử này nhìn chằm chằm vào bạch tiểu thuần nhưng hết lần này tới lần khác nó lại không thể làm gì nó thân là khí linh mặc dù nó có thể ở bên trong cửa ải quấy nhiễu lại có quyền hạn cực lớn nhưng lại đối với bạch tiểu thuần ở đây lại không có tác dụng gì bên trong cửa ải các loại hành vi của bạch tiểu thuần khiến cho nó hết lần này tới lần khác cảm giác cản trở cùng tuyệt vọng về phần bên ngoài cửa ải nghĩ đến một điểm này đồng tử thì càng thêm phát điên nó có thể áp dụng trừng phạt đối với bất kỳ người nào xông qua ải nhưng hết lần này tới lần khác, đối với Bạch Tiểu Thuần nắm giữ một phần ấn ký của quạt tàn, nó lại không có cách nào vận dụng. Dù sao từ trình độ nào đó mà nói, nó chỉ là khí linh. Bạch Tiểu Thuần lại là gần phân nửa chủ nhân, cho dù nó không muốn thừa nhận, nhưng sự thực chính là như vậy. Nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần xông qua cửa ải 50, hắn một lòng đột phá, cũng không có thời gian kiểm tra xem xét. Trên thực tế, giờ phút này, Bạch Tiểu Thuần ở phương diện quyền hạn khác, đã cùng đồng tử này không xê xích là bao nhiêu. Cứ tiếp tục như thế này, ta nên làm cái gì? Đồng tử cũng muốn khóc. Nó vừa nghĩ tới có một ngày, người vô sỉ dối trá trước mắt này sẽ trở thành chủ tử của mình. Lúc hỏi mình tên gọi là gì, mình nên trả lời như thế nào? Trong lòng nó lại giàu dĩ vô cùng.